Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Game Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các một dòng xe Touring Zanikip SL1. Đây là một mẫu xe cao cấp nhất của dòng Zanikip SL. Vâng, đây là một mẫu xe bán chạy nhất tại cửa hàng bên em, dòng Touring các bác nhé. Này, em về một chiếc màu đen. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Zanikip SL1. Một mẫu xe bán rất chạy tại cửa hàng em. Rất nhiều bác hỏi dòng xe này. Em về một chiếc màu đen, chiếc sơn đen lì các bác nhé. Cái chiếc sơn này các bác có đi đường bị bụi bẩn thì chỉ cần lấy khăn lau qua là sạch. Chiếc sơn này, sơn đen lì. Lần này em về một chiếc xe rất là mới các bác nhé. Em đánh giá trên 90%. Hầu như là không có một vết xước nào đáng kể. Hiện tại em quay thì cũng không nhìn thấy vết xước nào. Xe Touring rất là mới. Dòng Touring đường phố, các bác có thể đi thanh cảnh đường phố. Với bộ vành 700 thì xe đi cũng rất là lướt, rất là nhanh các bác nhé. Với bộ khung nhôm Alloy XL. Như các bác biết thì Alloy là một công nghệ làm nhôm độc quyền của hãng Gian, làm lên thương hiệu của Gian rồi, cho bộ khung siêu nhẹ bền. Với SL thì cao cấp hơn Alloy thông thường, cho bộ khung nhẹ và bền hơn. Đây số 1, tôi đưa là XKSL1 thôi nhé, 6F. Xe ép của hãng Gian này thì tương đương với 1m6 đến 1m7, các bác có thể đi vừa. Thì em sẽ đo chi tiết size. Dây âm sườn cao cấp. Trên những chiếc xe cao cấp thì đi dây âm sườn. Trên khung thì cũng có mã QR code của xe, của hãng. Trên khung xe có những đường sơn chỉ đỏ đây, nhìn rất khỏe các bác nhé. Chữ Gian màu xanh. Đây là một mẫu xe về cũng khá nhiều tại cửa hàng em, bán rất là chạy. Đùi đĩa của Shimano, đùi đĩa 3 tầng. Gạt đĩa của Alibio các bác nhé. Shimano Alibio. Củ đề của Shimano Alibio. Một chiếc xe được sử dụng nguyên một bộ group của Shimano Alibio. Đồng bộ theo xe. Cùng với đấy là lip. Lip của Shimano luôn. Rất là cao cấp. Xe được giữ nguyên bộ vành, nguyên zin của xe, Gian. Và thông số xăm lốp là thông số vành nguyên lốp là 700x28C. Lốp Touring thông thường. Lốp to hơn dòng xe đua để cho xe bám đường tốt hơn. Vâng, phía bên trên đây có thể thấy phốt và ghi đông vẫn giữ nguyên zin của Gian, của hãng. Sử dụng tay bấm xả của Shimano Alibio, 9 tốc độ bên lip và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 27 tốc độ. Phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Phanh đĩa dầu. Có thể đĩa phanh còn khá là mới. Xe cấu hình tốt. Hình thức còn mới. Càng nhôm. Càng nguyên zin của Gian. Và bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao khung đứng là 47 các bác nhé. Khung ngang. Ngang là 51. Xe S phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Nếu 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này.
xe được trang bị 9 tầng lip của Shimano. Lên lip. Nguyên một bộ group của Shimano Alivio. Xuống lip. Những tay phải mà bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Xuống đĩa. Lên đĩa. Còn sử dụng rất là tốt. Bánh quay rất là bon. Khanh đĩa dầu thì được các bác nhé. Khanh rất là ăn. Rất là an toàn. Cái bộ phanh này. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe Gian XSL 1. Chiếc xe là một dòng touring cao cấp nhất của dòng Gian XSL, được sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Alivio. Phanh đĩa dầu thủy lực. Vâng, chiếc xe được bán với giá rất tốt tại cửa hàng em với mức giá là 9,5 triệu. Miễn phí ship toàn quốc ở Vinmart chuyển hết tiền, bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng em. Xin chào các bạn theo dõi video.